giáo sư Mỹ phải lòng cô giáo mầm non Việt, bỏ 14 tỷ sửa nhà đón con trai riêng của vợ sang ở cùng. Khi yêu anh Michael, chị Hoàng Điệp từng muốn từ bỏ vì đối với chị thế giới của các giáo sư hoàn toàn khác với mình. Chị Hoàng Điệp là giáo viên mầm non, sang Mỹ sinh sống đến nay được 15 năm. Chị đã từng kết hôn và có hai con trai với cuộc hôn nhân đầu tiên. Sau này, chị có cơ duyên quen anh Michael Knapp, sinh năm 1972, người Canada, hiện đang là giáo sư Đại học California rồi đính hôn với anh. Hiện tại, chị đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã giáo sư cùng hai con trai và một bé gái chào đời tháng 10 năm 2021 vừa qua. Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ của vợ chồng mình, chị Điệp cho biết anh chị gặp nhau trong một bữa tiệc do một cặp vợ chồng là bạn bè của cả hai tổ chức. Chị là bạn của người vợ còn anh Michael là bạn của người chồng. Ban đầu, chị vợ tính giới thiệu một người bạn khác trong nhóm cho anh Michael làm quen nhưng anh lại để ý và bắt chuyện với chị. Ngay khi anh ngỏ ý tìm hiểu, chị đã thẳng thắn nói với anh rằng mình là một bà mẹ đơn thân có hai con nhỏ, nếu anh chịu thì cả hai quen còn không thì thôi để đỡ tốn thời gian của nhau. Anh nói anh không ngại chuyện mình có con, mình đã thực sự ấn tượng với sự điềm đạm, từ tốn và hiền lành của anh. Sau một tháng tìm hiểu, tụi mình chính thức quen nhau, chị Điệp nhớ lại. Do tính chất công việc của anh Michael phải đi tham gia hội thảo nhiều nơi nên nhờ đó chị cũng có cơ hội đi chung với anh. Nếu như trước đây do bận bịu với công việc và chăm con nhỏ, chị không có thời gian đi du lịch thì giờ đây chị được đi khắp mọi nơi với anh, khiến tình cảm của anh chị được bồi đắp lên rất nhiều sau những chuyến đi. Chị Điệp thổ lộ, yêu anh Michael chị cũng khá lo lắng thời gian đầu. Chị rất mặc cảm khi quen anh vì thu nhập của anh hơn gấp 5 lần chị, anh lại có địa vị xã hội, chưa lập gia đình cũng như chưa có con lần nào. Còn chị thì đã trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con nhỏ. Không những vậy, chị cũng lo những khác biệt về văn hóa và rào cản ngôn ngữ làm cho anh chị không thấu hiểu nhau. Thậm chí, có nhiều lúc chị muốn bỏ cuộc bởi lúc mới bắt đầu quen anh, một người bạn từng nói rằng chị không thể nào vào được thế giới của anh. Thế giới của những người giáo sư hoàn toàn khác với thế giới của chị. Họ dành đa số thời gian cho công việc và sự nghiệp, sẽ không có thời gian cho gia đình. Thế nhưng anh với chị đã cùng nhau cố gắng, từ từ tìm hiểu thêm về nhau. Anh dạy chị nhiều thứ về ngôn ngữ, về cách sống. Còn chị luôn quan tâm chăm sóc anh và luôn cố gắng thay đổi những điều mình làm không tốt. Nói về mối quan hệ giữa hai con riêng và anh Michael, chị Điệp cho biết, thời gian đầu chị cũng khá lo lắng vì con lớn đang trong tuổi dậy thì hơi ngang ngược và trầm tính. Vì sợ các con và anh Michael không hòa hợp nên sau 6 tháng quen nhau chị mới để hai con gặp anh. Mặc dù hai con ít nói chuyện nhưng anh Michael đã chủ động bắt chuyện trước rồi sau những buổi gặp mặt, những chuyến đi chơi vào cuối tuần, dịp nghỉ lễ, anh và các con chị gần gũi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Con mình nói chuyện với anh về đủ mọi thứ. Đứa lớn thích chơi bóng bầu dục nên hay nói chuyện về thể thao với anh. Đứa nhỏ thì hay hỏi anh về đề tài khoa học. Nhiều khi mình thấy tụi nhỏ nói chuyện với anh còn nhiều hơn với mẹ. Mình cũng có nói với con là không thể nào anh Michael thương con như ba con được. Nhưng anh Michael sẽ làm bạn tốt của con, sẽ giúp đỡ và hỗ trợ con tối đa về mọi thứ. Các con mình cũng rất ngoan và lễ phép nên anh cũng mến các cháu lắm. Anh rất tâm lý lắng nghe các cháu và tặng cháu những món quà liên quan với đề tài mà các cháu yêu thích. Những món anh mua có thể không mắc tiền nhưng đều có lợi cho sự phát triển về kiến thức cho cháu và liên quan tới sở thích của cháu. Vì sự chu đáo của anh cho mẹ con mình là lý do chính để mình đồng ý lời cầu hôn của anh, chị Điệp thổ lộ. Đầu tư gần 13 tỷ sửa nhà đón con riêng của vợ về ở. Được biết, anh Michael đã cầu hôn chị khi cả hai đi leo núi ở công viên quốc gia Yosemite. Anh đã quỳ xuống và hỏi chị có đồng ý lấy anh không. Anh hứa sẽ lo lắng và chăm sóc cho ba mẹ con của chị. Nhận được lời cầu hôn chân thành của anh, chị Điệp cảm động, gật đầu đồng ý. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, cả hai gia đình đều ở xa nên anh chị vẫn chưa tổ chức đám cưới được. Sau khi anh chị về chung một nhà, anh Michael đã đầu tư khoảng gần 14 tỷ để sửa sang lại nhà đón ba mẹ con chị về. Chị Điệp kể, căn nhà hiện tại anh ở chỉ có 2 phòng. Vì nghĩ cho chị và hai con nên anh xây thêm 2 phòng nữa và sửa sang lại nhà đàng hoàng để đón mẹ con chị về ở. Tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh, việc nộp giấy phép sửa nhà lâu và vật giá sửa nhà leo thang nên dự tính chi phí sửa nhà khoảng hơn 600.000 đô, khoảng gần 14 tỷ. Anh đã phải vay tiền ngân hàng để trang trải chi phí đó. Hiện tại dù nhà chưa sửa xong nhưng để đón mẹ con chị vào ở anh đã trang hoàng lại một phòng, mua đồ dùng cần thiết như bàn học, giường tủ và máy tính để hai con của chị tiện việc học hành. Anh tạo điều kiện tối đa để hai bé cảm thấy thoải mái khi sống ở đây như là nhà. Sau khi đính hôn, do vợ chồng chị không còn trẻ nên anh chị đã lên kế hoạch có con ngay và sau hơn 6 tháng anh chị đón nhận tin vui. Tháng 10 năm 2021, anh chị hạnh phúc chào đón con gái trái ngọt hạnh phúc của cả hai.
Chị Điệp chia sẻ, anh Michael là một người chồng vô cùng tâm lý. Khi chị mang bầu, hễ thèm gì anh cũng chịu khó đi mua, anh còn theo sát chế độ ăn uống và động viên chị khi bị tiểu đường thai kỳ. Anh cũng luôn đồng hành cùng chị mỗi khi đi khám thai. Ghi chú cẩn thận bác sĩ dặn dò hay đăng ký lớp học thai sản chăm sóc em bé sơ sinh cho chị rồi dắt chị đi chơi thoải mái khi chưa vướng bận con nhỏ. Bên cạnh đó, anh còn phụ giúp chị chăm sóc và đưa đón hai con riêng để chị có thể an tâm dành thời gian dưỡng thai tối đa. Không những vậy, biết chị sinh con vất vả nên thời gian đầu anh hỗ trợ chị rất nhiều trong việc chăm sóc em bé để chị có thời gian nghỉ ngơi tối đa. Dù lần đầu có con vẫn còn vụng về trong việc chăm sóc nhưng anh luôn cố gắng học hỏi và tìm cách thay tã, ẵm bồng, cho con bú. Mẹ và chị gái chồng cũng từ Canada sang Mỹ để phụ chăm bé và chăm chị sau khi sinh. Không những vậy, cả hai còn yêu thương và dành thời gian cho hai con riêng của chị. Điều này làm chị thấy rất cảm kích. Hiện chị đã nghỉ công việc để ở nhà chăm sóc các con. Đến bây giờ, chị hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Rất nhiều quý thính giả đã để lại bình luận chúc mừng chị Điệp. Tuyệt, chúc hai bạn hạnh phúc. Theo tôi thấy đàn ông nước ngoài họ rất tôn trọng vợ và lối sống giản dị. Nếu yêu nhau thì đến với nhau, là phụ nữ hãy cứ tự tin. Mình cũng là mẹ đơn thân, mang bầu được 4 tháng thì bố đứa bé cao chạy xa bay. Đọc bài này thấy có niềm tin hẳn. Nhà mình cũng có tới 2 ông rể là người Mỹ, ông nào cũng bình dân và sống rất đàng hoàng. Chưa thấy ông nào lè phè ăn nhậu, ăn to nói lớn, cờ bạc, tinh tướng cái gì cũng biết kiểu đàn ông Việt. Hình như đàn ông Mỹ khá bình dân thì phải. Đọc báo cũng nghe nói mấy ông tỷ phú giàu nhất thế giới hàng ngày đều phải về rửa bát cho vợ. Chúc mừng bạn, tôi đang là mẹ đơn thân. Đọc bài về bạn, tôi thấy mình cũng nên mở lòng để đón nhận tình yêu. Biết đâu đấy, vẫn có một người đang chờ đợi tôi. Chúc mừng Điệp, mình cảm thấy có rất nhiều người khi họ trải qua một mối tình không tốt đẹp thì họ cứ đổ lỗi cho tất cả những người đàn ông. Các bạn nên nhớ rằng mỗi người đều khác nhau và người đàn ông làm cho các bạn đau khổ không liên quan gì đến những người đàn ông khác. Chuyện riêng tư cũng xin chúc mừng chị Điệp, chị thật may mắn khi đã chọn được người đàn ông yêu thương mình vô điều kiện. Chúc cho gia đình chị mãi hạnh phúc bên nhau như bây giờ nhé! Hãy like và chia sẻ video này nhé! Xin cảm ơn!